Zelo cho các bạn nha. Tu coisa você terá que fazenda. Fala bem. Você não conhece nosso. Ô, oh, chefe, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Tudo. Yeah. Então, agora quero começar ele tudo coisa onde? Leva lá o comandante. Aqui tem tirança. Já controla, confirma ele. Terá coisa a vender muito, muito menos. Então agora ele não sente. Não sente. Quem? Ele. Deixa eu abrir. Ele vai sair aqui. Hong, eu vou lá, 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 lá. Leva mesmo ele, vai. Leva mesmo ele. Amigo. Sim. É que nós viemos buscar. Sim. Leva vai perguntar ele coisa. Mesmo ter a coisa fazenda, qual é a coisa? Confundiram ou tiraste? Fala já para nós poder te ajudar. Não, não tem ajuda, vai bater mesmo. Não, não vamos bater, não podemos, não. Já. Fala. O que é que precisa dizer sobre isso? Você que é o operativo. Leva o operativo. Não, 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 mas é da porta. Vai ter com o chefe. Ô, Zé, trong kia xe mà. Không, không cần đâu. Chứ lôi hẳn đi. Là như là như là cách tốt nhất này là không cần hỏi ở đây nữa mà lôi đi hỏi hẳn là lấy bao nhiêu đồ ở trang trại đây rồi máy móc rồi các kiểu xem ở đâu thì nói chung là lấy lại đồ thôi còn lại đứng đập đánh hay là gì cả. Lúc nói anh cũng trao đổi với cả các mấy anh công an đây rồi trao đổi rồi thì nên bây giờ là đưa bạn này lên trên kia lấy lời khai xem là có là nên mình giúp nhiều thì... lấy những cái gì thì là đem quay trả lại cho thì nói chung là cứ đưa lên đó đi cứ đưa cứ đưa đưa lên lấy khai đi lên lấy khai tại vì mình giúp thắng nhiều mà như ăn trộm vặt hai bao khi lúc đêm là thắng ba riếu ấy em cháu có lên đấu ấy thắng là quản lý kho thì anh mới phát hiện ra là cái thằng đi là lấy xi măng và chỉ đi bán thì mình vẫn chỉ biết được đấy máy móc máy bơm chứ mình mất mấy cái trong thôi nhưng mà dư là chỉ có đưa lên khảo sát thôi đưa lên hỏi là mấy cái đồ đạc để bán cho ai nói chung mình mua lại nói chung là cái sự việc ấy cũng không đến mức để mà mình gọi công an đâu nhưng mà phải dán mặt đi phải dán gọi trang trại đi gọi công khách muốn mời các anh công an phường thôi đến để gọi là cho mọi người cùng thấy để gọi là rút kinh nghiệm lần sau là sẽ không như cái trường hợp của cái bạn này. Nếu như cái bạn này là cái bạn bình thường ấy thì là không sao nhưng mà quản lý cơ. Nhưng mà hỏi đội bảo vệ không gì bảo vệ anh em ở trong không trong mình anh em bảo vệ là hẳn bắt những người ở ngoài ấy. Nếu mà hẳn bắt ai người xâm nhập ai trộm vặt ở ngoài ấy, thì hẳn bắt lại là bên bảo vệ xử lý nhưng mà đây là người mình hẳn bảo là về người mình là lúc đêm là có lấy xi măng với chi đi không ở trong người trong ngày thì mình hỏi hắn thì mình lại hỏi hắn là hắn nói không hắn nói không quản lý mà nói chung là mất đồ nhiều rồi nhưng mà dư mình muốn là đưa hắn lên đồn để khai ra lấy mấy cái đồ chuộc mua lại tại vì đồ mình mua toán bao nhiêu tiền bây giờ không, mà dư không biết mất cái gì cơ thì đây em hỏi nó em lấy những cái gì nó không nói thì đồ đạc chứ nhiều hắn có nói chứ đâu nên là Li você? Sim. Yeah. Amigo. Yeah. Nós vamos levar esse sim. Testemunha desse sim, viu. Sim. Yeah. Yeah? Sim, sim. Então agora não conhece ele ter a coisa. Olá. Ele fala, não, eu não bater só, já, não bater. Não, só perguntar ele coisa onde só. Já. Como eu conversar já no na no carro, já? É mesmo assim, já. Yeah. Ah, nome da fazenda que? Nome fazenda Quila. Quila? Sim. Escreve. Não. Dá. Escreve aqui. Viết cái này quy L farm này. Sí, no su Agubin. No me.
Ừ. Em nó số MMO để à kia để ăn gobin rồi nữa. Dạ. Ăn gobin. Ăn gobin. Dạ, ăn gobin. Có được về bên để ăn gobin. Dạ, số bài cùng mà sai li qua lại coi giờ nhá. Coi giờ tiền là kỹ thuật phải zen. O responsável é quem? Então vocês dois. Já, dois. Chefe, quem? Chefe Itawambu. Itawambu. E quem tá aqui? Reportável. Eu sou o Zilente. Zilente. Lulim, Lulim. Nome é quem? Lulim. Zilente Lim. Lim, Zilente Lim. Comandante Lim. À dạ dạ. Nói chung là cũng không có gì. Không có gì cả nhé. Không, mình... Perder que? Além de cimento, ele falando de você, cimento, mas que? Então, agora muda coisa ali. Muda lá no cimento. Eu não confirmo bem. Tem que ver. Chefe, não se confirmou. Só sabe do que sim, só sabe ele tira quanto. Não é, não é, não sou ele, tem bué mesmo. Então, agora só banha ele. Luz apertar. Sim, apertar ele. Todo telefone. Mete. Tá bem, bué, bué coisa. Não sei quem pede. A polícia depois te ligar. Tá, tá bem. Tá bem. Tem. Depois Cacá vai chegar lá. A polícia depois vai te buscar. Thôi, mấy cái sự việc này thì nói chung là cũng không quan trọng gì đâu. Nhưng mà mình muốn là kêu công an đến đây, chính quyền địa phương ấy, là đến hỗ trợ mình. Làm sao mà chỉ để dọa thôi, dọa mọi người ở đây là đừng nên trộm vặt với gì, nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà cái lòng tin đấy là nó kiểu mất rồi ấy, mất rồi thì nó không đáng. Thì mình cũng có cái câu mà hay nói là khi mà lòng tin mất rồi ấy thì cái đó là tiền nong là không quan trọng nữa đâu đấy, không phải là vấn đề tiền vì là đồ đạc mất bao nhiêu nha các bạn. Mình mới nói anh công an đây là cimento, mas que estava a falar que? Tem muito coisa, se eu bem contar ele, se eu bem contar ele, está vendo aonde? Sim. Ở đây là mất nhiều đồ nhưng mà không biết đồ gì cả. Đấy, tại vì nhiều đồ lắm. Bây giờ kiểm tra lại hết thì mình làm sao mà nhớ được. Thì bây giờ là lúc đêm là anh này có lấy xi măng với chị đi bán. Là anh cháu của Lindo và bảo vệ là nhìn thấy. Thì báo lại cho mình thì mình mới biết là anh này là hay trộm vặt. Đấy, hay trộm vặt thì mình... nhờ bên là chính quyền địa phương lên đây để hỗ trợ mình, và cũng như là mình muốn cái này là vấn đề này là không quan trọng gì đâu. Đấy, anh này thì lên phòng lên kiểu hỏi là mất bao nhiêu đồ đạc ở đâu rồi, bán những ở đâu rồi. Đấy, kiểu kiểu vậy thôi, sau lại thả về thôi. Nhưng mà mình muốn là muốn cho mọi người ở đây, tất cả mọi người làm ở trang trại là sao? Là nhìn vào đấy để biết là những cái thứ mà trùm vặt với gì ấy thì đừng có nên trộm. Chứ mình làm thì mình cũng giúp dân cái gì thôi, và giúp đỡ mấy anh em có công an việc làm. Chứ mấy cái đồ đạc đối với mình, mấy bao xi măng hay là máy bơm hay gì mất nó có đáng gì đâu. Nhưng mà cốt là làm sao mà để cho anh em trang trại ở đây nhìn vào đây để biết được là cái sự việc trộm vặt cái gì là nó rất là nghiêm trọng. Đấy, đối với là làm ở trang trại con Linh Farm này. Nói chung là cũng đơn giản thôi, không phải gì đâu. Aroma. Cimento eu não tenho problema. Quero ver se conhece quem gatuno ali. Dinheiro não tem problema. Uma chiquinha de cimento vai chegar. Espera. Se não vê onde meter o cimento, é porque já anda a levar outras coisas. Então tá muito lá. Sim. Viu? Tá. Já, tá bom. Pronto. Já, obrigado. Já, depois vou ligar. Já, na maca, já. Nós vamos ir fazer o trabalho. Ok. Já? Já. A do polícia perguntar como você fala mesmo eu ali, já? Não é mentira. Já? Não tem medo ali nada. Não tem medo. Aí, tá bem. Chung là hiện tại thì không biết là mất cái gì à? Thì đấy. Mất là rất là nhiều đồ. Nhưng mà mình là không kiểm soát được đồ mình mua vô ấy. Thì bây giờ là đưa anh quản lý đi này, quản lý mà thằng này là quản lý nông nghiệp. Còn cái thằng cháu của Lindo là quản lý kho. Đấy, hai quản lý khác nhau. Thằng này là quản lý bên công trình mấy dê. Đấy, ba quản lý mà. Thì mỗi người một lĩnh vực, nhưng mà ai mà xâm chiếm vào một lĩnh vực đấy thì mất đồ là anh biết. Đấy, mất đồ là anh biết.
Cái này là đơn giản thôi. Cái này là cột là mình là muốn là cho tất cả những người làm đây này là hiểu là mình giúp họ thì đứng nên là trộm vặt. Tại vì khi mà họ trộm thì mình cũng có biết đâu. Tại vì đố đáng là bao nhiêu cả. Đấy, đố thích thế. Không thích, mình không thích thì mình xử lý theo kiểu chính quyền thôi chứ mình không dám là dọa đánh mấy anh kia cả. Đấy, mình chỉ là chị ơi. Lúc đấy là cũng đáng. Dặn là cũng dặn là ấy đấy nên lấy lời khai đừng đánh tội ra đấy. Thì dặn là nhẹ nhàng đấy, dặn là nhẹ nhàng mấy cả mấy gì anh quản lý đấy. Thực ra mình muốn, cũng muốn nhấn mạnh là nhấn nếu mạnh... không phải là quản lý thì là mình sẽ không mời công an đến, nên là mình mời công an đến thôi chứ Cái này là người của mình các bạn ạ, người của mình kêu vào. Anh này là xuất xứ là từ Victory với là Fedi Irmão này Zelenti Irmão đấy, là anh em họ hàng phải đi bây giờ Victory thì lúc ấy xin việc làm thì mình thấy làm việc ấy cho sau cho một chức lên, nói chung là làm việc tốt thì cho lên quản lý luôn. Nhưng mà mấy cái đồ đạc mất đợt trước ấy là bây giờ không biết ai lấy cả. Đấy mà bây giờ là phát hiện là cái thằng cháu lên đồ trong coi có này là lúc đêm thầy anh chờ mấy bao xi măng đi xe máy luôn à. Đi xe ba gác ấy là đi bán thì mình mới phát hiện ra là ôi thế mà trộm mấy bao xi măng đi mà thì phía trước nữa là kiểu chứ cũng phải trộm nhiều. Nhưng mà mình không biết thôi, tại vì cái kho khi mà mua đồ đạc với gì vào kho ấy, thì nó lồn tùm xùm đấy. Đấy thì mình không kiểm soát được. Đấy như là muốn là lấy lại mấy cái đồ đấy thôi. Nhiều đồ quá. Như là muốn là lấy lại mấy cái đồ nữa cho làm mấy cái búa tìm không thấy đâu cả. Nói chung là mất nhiều, mấy cái đồ lặt vặt mất nhiều, nhưng mà... Đinh thế. Thì... mai đi làm nông nghiệp chẳng có gì liên quan đến khoa học không? Đinh. Cái phần bắt giữ ấy, đó là bắt lên để mà lấy lời khai là xem cái đồ đạc của trang trại là anh này đã lấy những cái gì thôi. Đấy, bán ở đâu thì để mà đến mua chuộc lại. Tại vì mấy cái máy bơm hay gì cũng đâu đó là 3-4 triệu, nếu mà bán theo kiểu trộm vặt ấy thì tầm 5 lít. Không được bao nhiêu cả. 5 lít. Nói chung là cái này không được bao nhiêu cả, đã bán được đấy, bao nhiêu cả. Nhưng mà mình muốn là anh em đang trải ở đây. Tí nữa là mình là nhìn vào đấy để hiểu rõ cái sự việc vấn đề là khi mà người ta giúp mình rồi mà bây giờ mình lại đối xử người ta là trộm mấy cái đồ của người ta đi mua. Đấy nó kiểu áy náy các bạn, nhìn nói chung là cũng bực nhưng mà cũng không biết làm sao được. Đấy. Thôi, bỏ qua. Ok, thế thì bây giờ đi ra ngoài đây. À đâu không, lúc này là anh này bảo là nói là làm việc. Tí là điền. Tự công an làm việc. Bây giờ là cũng sẽ anh em mình sẽ họp lại cùng với cả anh bảo vệ thắt chặt lại thêm một tí nữa. Đúng rồi. Đấy. Sẽ là họp lại thêm một tí nữa để thắt chặt các anh bảo vệ nữa. Nào ok, chào các bạn nhá. Rồi. Anh em xin phép dừng video ở đây. Chào các bạn. Rồi, chào các bạn. Là anh ạ. Anh em mình